Những cái màu như vậy là không phải bị mốc nha mọi người. Thời vụ thu hoạch quả mắc ca thường là tháng 7 đến tháng 9, chủ yếu là tháng 8 và tháng 9 nha mọi người. Mắc ca già bên trong vỏ ngoài của quả sẽ có những chấm đen lốm đốm, vỏ bắt đầu nứt và rụng dần xuống đất. Mắc ca già sẽ hái thu hoạch ở tại vườn, sau đó mang về nhà cho vào máy xay cách bỏ lớp vỏ màu xanh phía bên ngoài và phân xay. Mắc ca nhà Dương thu hoạch được sẽ tách vỏ vào xanh trong 24 giờ. Nếu như không kịp, nhà Dương sẽ dàn mỏng và không để lớp vỏ ngoài bị lên men ảnh hưởng đến chất lượng bên trong. Sau khi xong công đoạn này, mắc ca sẽ được rửa sạch với nước, cho trôi hết lớp nhựa và vỏ còn dính phía bên ngoài hạt rồi mang lên dàn hong. Trong quá trình hong thường xuyên chở hạt cho khô đều. Giai đoạn này nhà Dương thường mất tầm 1 tuần. Sau đó sấy theo từng mẻ tăng độ từ từ cho mắc ca giòn ngon. Không biết mọi người sao chứ một mẻ nhà Dương sấy mất tầm 3 ngày cơ. Kinh nghiệm sấy mấy năm Dương thấy sấy tăng độ từ từ bảo quản mắc ca được lâu hơn sấy nhanh. Để lâu ăn chưa tới cũng không bị hôi dầu mà hạt vẫn thơm ngon. Sau khi sấy xong trẻ hạt, soi loại bỏ hạt bị sâu hư rồi đóng gói hút chân không rồi bảo quản thôi. Thường thì mắc ca nhà Dương sẽ sấy mẻ nào đi hàng hết mới sấy mẻ mới, không sấy dồn để lâu hạt sẽ không ngon.